Xin chào các bạn, thì hôm nay các bạn sẽ cùng mình trải nghiệm đi thuê tàu, đi câu cá ở trên Cù Lao Câu nha các bạn. Thì trong lúc mình chuẩn bị thì đồ câu thì bạn Văn cũng đã lên được 2 con rồi nè. Thì câu cá ở Cù Lao Câu thì các bạn câu những cái loại cá nhỏ này thì nó rất là nhiều ha. Mình thuê tàu thì tàu nó sẽ chở mình ra ngay cái vị trí câu đó. Rồi mình câu bằng cái mồi vậy là mồi mực ha. Mồi mực mình cột chì và mình thả xuống. Thì mấy bạn thì câu bằng cái mồi sống, có nghĩa bằng mồi mực á. Còn mình thì mình câu bằng mồi giả ha. Mình trải nghiệm mình câu mồi giả thử coi nó có lên được cá hay không. Rồi các bạn cùng mình và nhóm bạn của mình tham gia một cái buổi câu cá này xem có lên được nhiều cá hay không nhé. Vào đây vậy em. Anh ơi, chạy 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 chạy. Bây giờ chưa có hả? Con nhỏ. Để anh vừa tự lên con to sao? Lên hả anh Lít? Anh Lít lên hàng nha. Em tin tưởng anh đó nha anh Lít. Đó. Hàng lên câu cá lửa không trời, cá nuôi mà. Ủa cái này kêu cá chàm hả hay cái gì? Dợp này. Cá dợp hả? Dợp. Cũng cá chàm mà chàm khác. À chàm khác đúng không? Nó chàm mà chàm dẻ ăn dữa. À nó hả cái chàm. Cái chàm mà sỏi. Có giật chàm mà cá có dẻ ăn dữa thì nó bở. Giang bỏ cái hộp mấy hộp mồi đang sai giùm anh nha. Đứng im nó móc. Hộp mồi á, bỏ mấy hộp mồi chuyển ra mấy sao giùm anh. Hết rồi. Ba con mày em để con nào đó. Anh chấp em á. Câu dính nè, đó cũng lên cá đàng hoàng, nhiều cá giả thôi chứ bộ. Không lên đi em kia kia. Kẹt của anh nè. Bỏ lên trên này để hồi nữa nè.
để hồi lúc rồi tàu chạy luôn rồi tiếp à. Kiếm cá nhái từ em mình ăn giờ cuối chấp mấy người kia câu trước đi tí nữa mình lên là mình lên liên tục à dân làm ăn được chứ vợ dạ. Mày có mày hình như hợp với thiếu nhi sao dân ơi hợp thiếu nhi sao tỉnh vậy rồi xả môi xả môi có mà thấy nặng nặng hả còn mồi nha kia trả lít làm ly vậy lên nữa hả hình như cá anh nuôi anh muốn câu vậy anh câu sao anh đọc thần chú cá tới sao đừng có chơi vậy nha anh Lít chơi vậy kỳ lắm nha anh Lít phải làm mấy cái chỗ cắm cần câu nữa nè bắt cái ống gì nè Lít hả bắt cái ống gì nè ống làm à làm ống vậy đó cắm cần câu lên mày em mày gió đúng không? Làm ly trời cá đúng cá nhà nuôi có khác ha cá nhà nuôi câu có khác ô con này cái gì mó cát hả à cái mó à, thì,
từ này kiếm một cặp. Rửa bánh cá đây nè. À. Rửa mấy con dài tiểu dài tiểu mà đồ đóng rồi vô rồi không nói không. Đúng rồi lúc vét. À. Đóng vô lưới hả? Cũng ngồi sát bên anh Lít không? Mà cá ăn anh Lít không à? Đừng giỡn với em chứ. Giỡn với em là đâu có được. Ồ, lớn quá. Ồ, con cờ. Văn phải học hỏi anh. Ồ, con cờ. Đừng có thường anh. Đừng có coi thường anh. Lên cá này em ơi, dậy. Giết. Anh câu là câu cá này không à Văn ơi. Động cờ là đỡ còng. Mình điểm theo có khăn lao mình lít có khăn lao không? Hay quá anh Lít ơi. Trời ơi. Táp cái nó buông tuồng lưỡi á. Táp mép á. Lên hàng. Lên chưa? À, nó thấy gì giật đầu cần là nó đó. Đây, cần thủ nữ lên hàng nha. Cần thủ nữ lên hàng nha. Anh, em lên rồi nè anh. Lên nữa trời. Trời ơi. Ngồi kệ anh Lít lấy hơi ha. Wow, cá mó nha, mó nha. Đó, cá mó của
Anh lấy câu này á. Cá nó cá dữ luôn nha. Cá này. Cá dữ lắm nha. Ở nhà mua cho ăn có chịu ăn đâu? Cá nó dữ lắm á, cắn nó chảy máu quá nha. Răng nó bén á. Nó bén lắm á, cá nó dữ không? Nó một cỡ cái lớn táp kìa. Răng nó giống như răng cá bò mà má này nè. À, trời ơi. Ăn sâu quá rồi. Để ra, để. Đó đó đó, đó, em dầm nó rồi rồi dặn xuống, dặn xuống, dặn xuống, dặn mạnh xuống. Mạnh nhất. Dặn nãy giờ không nghe tiếng gì hết dặn. Trời ơi. Em hả? Tới nữa ai khi dễ là tung ra liền đúng không? Mắt nó đẹp ghê, cái món mắt nó đỏ nó đẹp như hạt cơm vậy. Con này ở Kiên Giang nó có màu xanh. À, nó đủ loại ở đây có màu xanh mà. Loại ở đây có màu xanh mà. Nhiều loại lắm. Loại đâu? Có lào, có xanh, có chấm, có nhiều loại món. Cái món mà trong siêu thị đó gì ta? Cái món cái trong siêu thị là cái gì anh? Hả? À, chợ nó hay bán là cái món gì? Nó chở hai mấy cơ ở mó dẻ á. Mó nó không có màu sắc à, cái màu nó trắng. Trắng. Trắng à? Ừ. Trắng hơi vàng vàng xíu á. Mó à. Ờ cái mó á. Nhưng mà không phải cái mó này, nó không có màu sắc giống vậy không? Vậy chứ phải. Nãy giờ em chạy luôn hả? Chị không nhớ. Sao gì ngắn hả? Chả chậm đáy luôn á. Dạ. Nãy giờ không có chậm đáy hả? Hèn chi. Giờ dính nữa hả? Rồi. Ủa đây mà nãy giờ mình không biết không ơi. Đoạn nào câu đi nữa. Đoạn nào kêu nữa hả? Đoạn này câu tới chiều lớn. Đặt cái ngày mà. Dạ. Ừ. Dặn lại đặt cái ngày câu cái ngày mà. Ngày của con để chờ mất công á. Ừ. Bữa dặn được rồi mà. Xả mồi, xả mồi. Đoạn đi câu cá ngày nữa nha. Xả mồi. Dạ, đồ con Mỹ này, đồ Mỹ đi câu cá ngày nữa. À, ý là nó pháp và câu pháp viết một cái là kỹ chắc á. Ra đường cái tỉnh à. Dạ, nó no á. No, dạ. Ừ. Để anh về anh bắt đền cái bà bán chủ bán sáng bán sao mà ta ăn không ra gì hết. Ăn được ra thì ấy hết à. Bán gì đâu mà không ngon hay sao gì á. Chồng ra vợ cũng ra. À. Bữa cá này nó cũng đói lại. À. Anh có đâu cho ăn đâu. Hèn chi, bữa giờ anh lít lo nhậu không à, hèn chi. Cho cá ăn đâu. Ờ vậy. Không hai chuyện luôn chở khách cho cá.
Lên nữa hả? Trời ơi, thì cũng mới xả mồi lên cá nữa rồi trời. Mó nữa trời ơi, hình như nuôi cá mó dưới đây sao á. À, cái vụ này mấy mắc cừ nè. Đó, cái này là cái vụ này mấy mắc cừ móc trên lưng luôn à. Anh lẹn qua lẹn lại á. Cá trên đây bánh kính vậy chịu dễ được, bóng mùi vô quá rồi không nổi. Cá à, chỗ này là bánh không có món này cũng dễ. Sảy rồi, trời ơi. Lít gửi cho mà em đó.
lên hai. À kéo dữ vậy ta, bự không kéo dữ vậy. Bự không kéo dữ vậy. Đó là đó đó bằng tay rồi đó. Trời ơi phải biết câu. Thêm thằng chạy sống nữa hả? Góc chỗ đó tập hợp bên chỗ nít đâu sao á. Mấy năm nữa anh. Nữa. À, để xô xe ra. Bỏ lấy cái giải bỏ vô xô luôn. Nằm đó hơi dầu thấy bà. À. Rồi mú rè. Mú đậu đầy. Mú này có sỏi có. Sỏi không à. Cá mú này lặn. Này cá đổng là chính. À. Cái dạng. Ở đây chạy đây không có gây cái hiếu lặn đêm đồ quá hết rồi. Làm ly trời. Đó, cái bầy bự nó đi ngang qua đó. Bầy bự nó đang ở dưới anh lít. Đầy xô rồi, hai anh em đầy xô rồi. Không à, không à, lử hộp kia. Hộp bên trước hộp xanh xanh á. Bên trước á. Hộp xanh xanh tròn tròn cái này nè. Thấy không? Có trong vỏ không? Đó là không cái vỏ, cái vỏ màu lử lử á. Đó đó đó. Đó. Hộp nặng nặng á. Dặn đó lên để nó bay á. Quay xuống đây luôn đi, quay xuống đây nè. Giờ nghĩ à. Giờ hả? Không, không phải này rồi. Thử nằm nè. Đó. Đây là có không? Lưỡi đó hơi to. Lưỡi nhỏ trong nãy là lưỡi này nè. Cái này nè. Nhỏ trong nãy nè. Đó to. Đây nè. À, trong nãy à. Nhỏ quá, lên lưỡi đây. Đi đây rồi. Không nhỏ vậy chứ nó ăn vô là lụm hết rồi. Trong tiếp anh đi điểm khác. Để xuống dưới cho để khỏi à, chơi khỏi gì sống này. Để sống, xuống nó thì nó êm bớt, nó êm. Để cọt từ. Để nó còn vui cho đây, để sống nó khô hết ngon.
rồi điểm. Ủa, chỗ ở đây à, chỗ thả nuôi cá à? Ừ, dưới đó là em. Dưới đó là em nói ở đây góc quá, cầu không ngon, sợ em nó dậy sống rồi, con không ngon. Lên nữa trời, giờ cuối mà còn lên nữa ta, có hết chưa để à. Mấy cái gì nó trên lưng á, cầm ngay đầu á, đừng cầm lưng. Rồi sau một buổi câu thì các bạn câu cũng khá là nhiều cá ha. Phía trước anh lái tàu là anh Lít á, thì cũng câu được một mớ, và bạn nữ cũng câu khá là nhiều cá, cũng được nửa cái sô cá này nè. Đó thì hai bạn phía trước cũng câu cũng tầm đó ha. Và một bạn xây tàu thì nằm ở trên tàu ngủ. Thì các bạn nào mà xây tàu thì không nên tham gia cái hoạt động này ha. Vì xây tàu á, lên á, sóng nó chao một hồi là mình chịu không nổi đâu. Giống như bạn nằm ở trên cái bon tàu á, bạn đi theo nhưng mà bạn câu không được vì xây sóng á. Nên các bạn nào mà xây sóng thì không nên tham gia một cái bộ môn này ha. Thì bây giờ anh em chúng mình thu gom cần lại và quay trở về lại đất liền để ăn trưa ha. Thì hôm nay mấy anh em mình câu cũng khá là nhiều cá. Ở đây cá nhỏ như thế này thì nhiều lắm, thả xuống là kéo lên, thả xuống kéo lên à. Nhưng mà cá lớn thì mùa này cá nó chưa ấp bờ đó các bạn, nên không có cá lớn. Mình chỉ câu duy nhất được một cái con cá đẩm cờ hồi nãy đó, vì mình câu bằng cái mồi giả đó, nên cá lớn ở đây nó ít lắm, nên câu chỉ được có một con thôi. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những cái trải nghiệm đi câu cá hoặc là những trải nghiệm mới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ bấm vào nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.